của Puka nấu gì dạ. Và ngày hôm nay Puka sẽ giới thiệu đến các bạn một món nữa. Đây là một món bánh mà hồi nhỏ, hồi xưa Puka có làm rồi và rất là thành công nha, và hay làm lắm. Cách đây khoảng 5-6 tháng gì đó mà Puka thèm lắm. Thời gian thèm đến đây thì cũng gần ha. Và vẫn chưa được ăn, cũng không có thấy ai mà chỉ một cái nơi uy tín để mình mua ăn cả. Cho nên ngày hôm nay rảnh thì mình sẽ tự tay làm. Và ngon hay không thì còn hơn xui nha, tại vì nấu ăn là tùy thuộc vào ở giác quan thứ 6. Nếu mà ngày hôm nay tinh thần mình thoải mái, sảng khoái thì có thể mình sẽ làm được một món ăn ngon. Còn nếu như mà tinh thần mình không ổn, cảm thấy buồn bực một chuyện gì đó thì có thể mình sẽ nấu một món dở mặc dù công thức nó vẫn như vậy. À, nói nãy giờ các bạn chắc chưa biết món gì đâu đúng không? Và Puka sẽ giới thiệu đến các bạn, đó là món bánh tai yến. Với món bánh tai yến thì chúng ta làm sẽ cũng rất là dễ, không khó đâu. Chúng ta chỉ cần bột và nước thôi. Đơn giản hơn tất cả các món khác đúng không nè. Món bánh tai yến ngày hôm nay gồm có những nguyên liệu như sau. Chúng ta cần có bột gạo, đây là bột gạo lọc Puka mua ở trong cái gói đó, xong bây giờ đổ ra. Đây là 200g bột gạo. Và ở đây chúng ta có bột nếp. Bột nếp thì Puka lấy 20g thôi. Cái này 200g nhưng mà cái này chỉ có 20g thôi nha. Và chúng ta cần có nước. Chúng ta cần có bột và nước, rất là đơn giản. Chúng ta cần có nước nha. Nước bao nhiêu thì tùy, cái đó nó phụ thuộc vào cái sự cảm nhận nữa. Còn chúng ta cần phải có đường nữa, tại vì bánh tai yến là cần phải có ngọt, cho nên chúng ta cần phải có đường. Ở đây thì Puka có hai loại đường luôn, một cái là đường vàng và một cái là đường trắng. Thì người ta bảo là để đường vàng vào để cho bánh tai yến có cái màu đẹp với lại cái vị ngọt nó thanh hơn, cho nên mình sẽ trộn hai cái đường này lại với nhau. Lại quên cái này hoài. Chúng ta cần phải có một ống vani đi nha mọi người. Một ống vani để cho nó thơm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn bột. À, trước khi trộn bột thì bây giờ mình sẽ cân đường đi. Đây, Puka có một cái muỗng rất là dễ thương, cái muỗng cân á. Bây giờ mình sẽ mở lên. Mình sẽ cân 120g đường để cho 200g bột này. Thì ở đó mình sẽ chia ra là 80g đường trắng và 80g đường vàng nha. Cân này là phải để yên nha, còn để không yên nó nhảy lung tung lắm. Sẽ thêm đường vàng vào. Nếu mà bạn nào thích ăn ngọt nha, còn nếu mà ít ngọt thì giảm đường lại. Cái đó nó lại nằm ở cảm nhận nữa rồi. Ta thấy đường hơi nhiều rồi đó. Chắc một lát mình phải bỏ bớt đường rồi quá. Nói chung là để đi, lát tính sao. Bây giờ chúng ta sẽ cái công đoạn trộn bột. Thì đầu tiên mình sẽ đổ bột gạo vào đây. Mình ở một mình cho nên mình sẽ làm một phần cũng ít thôi. Còn nếu bạn nào muốn làm ăn gia đình trong người thì phải làm nhiều hơn cái số bột này nha. Nếu không ăn không đủ đâu rồi dành lộn nhau nữa. Làm bánh thì các bạn sẽ chấp nhận là cái bàn nó sẽ chè quầy thấy ghê như vậy, cho nên không sao cả. Chúng ta đổ luôn cái bột nếp vào. Rồi mình sẽ đổ nước vào. Nước thì nó nằm ở cái sự cảm nhận nha. Mình đổ ít ít, lần lần, từ từ, chứ đừng có đổ cái ào, cái mất còn phải thêm bột giống như Puka hôm bữa nha. Mình sẽ dùng một cái bao bờ tai. Lấy cái bao bờ tai này mình trộn, mình bóp cho nó dễ. Nó sẽ bị tuột đó các bạn. Cho nên là Puka có một bí quyết, khi mà đeo bao bờ tai này vào mà không để bị tuột thì chúng ta sẽ đặt một con dây thun ở trên đây. Sau đó mình sẽ trộn bột. Răng quá răng là tùm lum hết rồi. Chúng ta nhớ là nhồi bột cho nó nhồi nha. Ê, nói gì vậy? Nhồi bột cho nó. Đấy là kiểu nhồi nhỏ nhẽo ấy, chứ đừng có đóng le nha. Đóng le là sai nha, mình phải nhồi như vậy nè. Và sau khi chúng ta canh đủ cái lượng nước với bột thì bột nó sẽ như vậy. Nó sẽ cắt tay giống như vậy, do được một cái cục giống như vậy nè. Sau đó chúng ta sẽ nhồi bột 10 phút nữa. Làm cái món này thì hơi có cơ tay một chút xíu nha các bạn. Và mình phải có sức bền, kiểu cỡ vận động viên á. A few moments later.
và sau 10 đến 15 phút nhào bột cực lực thì Uka đã có một cái bột nó lên như vậy. Bột mà nó như vậy thì nó sẽ gọi là thành công, và sau đó mình sẽ bỏ đường vào. Thành công mà nó hơi ngập ngừng tại vì không biết là có được hay không, tại lâu quá không làm rồi. Bây giờ mình sẽ hên xui nha, mình sẽ bỏ đường vào. Nhưng mà trước khi bỏ đường vào, các bạn nhìn đi, hãy nhìn cái bàn đi. Làm bánh thì chúng ta cần phải có những cái điểm xuyến như vậy, giống như là tình yêu trong đàn như thế sao, thế sao, thế sao. Nếu cái phòng lên giữa tiếng đàn, thì em đang nghe thì mình lên tiếng ngân ngơ hai câu chiều men. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình em đem về ước tiếc say. Quá trời quá đó, như là tuyết vậy đó. Bỏ qua đi, không làm ca sĩ nữa. Bây giờ mình sẽ trở lại làm đầu bếp. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào bột và bắt đầu nhồi tiếp nha. Mình cảm thấy là nhiều đường quá nó ngọt, cũng không tốt hơn mình bỏ một nửa, hơn một nửa, 2/3 nha. Nó là phải dùng tay nha các bạn, hoặc là muỗng. Cái chân nhồi là chết à. Khi bỏ đường vào bột rồi thì chúng ta sẽ có một cái đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ bánh. Chúng ta sẽ kiếm một cái chảo nào mà nó sâu lòng một tí xíu để cho cái bánh của chúng ta đẹp nha các bạn. Thì đây, cái chảo thần thánh hôm bữa thắng caramel bị hư nè. Chúng ta đã thắng được đường thành đường. Rất là tuyệt vời. Bữa nay mình lấy chim bánh tay Yến cho tôi mới được không? Hy vọng là phong thủy thay đổi và nó sẽ thành công. Quên các bạn ơi, mình còn cái vani. Bây giờ mình phải bỏ vô. Trời ơi, mình phải bỏ vani vô nữa cho bánh nó thơm. Và đổ bánh tay Yến cũng là một nghệ thuật nha các bạn. Tại vì chúng ta không thể nào cầm cái giác lên đổ chậm được, mà chúng ta phải bỏ vào một cái ly. Sau đó thì chúng ta mới đổ, để cho dầu nóng lên chúng ta mới đổ vào cái chảo thì nó mới thành cái tay Yến được. Còn nếu mà bạn đổ vào cái giá thì chắc chắn không thể nào thành cái tay Yến, mà nó sẽ thành một cái tay heo, tay bò gì đó. Sẽ là một cái tay heo, tay bò gì đó, chứ không phải là tay Yến. Cho nên các bạn lưu ý điều này nha. Chúng ta phải đổ bột vào trong cái ly. Mình sẽ đổ cái lượng bột bao nhiêu đây. Chết rồi, đổ méo rồi. Sao không xèo lên? Sao không quỳnh lên? Sao không lên? Hình như lửa chưa được nóng. Ủa lộn, dầu chưa được nóng hết hay sao? Phình lên, phình lên. Sao nó không phình lên? Trời ơi, làm bánh tay Yến mình chiên thành cái bánh phồng, bánh phồng, bánh phồng luôn mọi người. Hay chưa? Thịt cao, thịt huyết. Giống cái bánh phồng tôm chưa? Trời ơi, ai làm được điều này? Tuyệt vời lắm, sau khi mình làm bánh tay Yến thì mình sẽ đã làm được một cái bánh tay bò. Đã làm được một cái bánh tay bò. Ai ố mà. Như cái bánh xe bò vậy đó. Đây. Bánh do mà nó không nở, không gì hết. Là do cái bột này nó chưa có dậy, cho nên bắt đầu bây giờ mình sẽ đánh cái bột tiếp tục cho nó dậy lên mình. Nó mới thành cái bánh tay Yến được. Còn đây là cái bánh tay bò. Một lát nữa mình ăn được như thế nào nha. Bánh tay bò của cô Bu bự như bánh xe bò vậy đó. Không có một chút gì mà là bánh tay Yến cả. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh cái bột này. Đánh cho nó dậy lên. Người ta bảo á là đánh tới 20-30 phút luôn, hồi nãy mình đánh chắc được 5 phút rồi, mình đem chiên bà nó rồi. Cho nên thất bại là đúng rồi, không chắc được. Bây giờ mình sẽ đánh 20-30 phút. Đúng là món bánh cần có cơ chuột. Không phải, món bánh cần có cơ để lên chuột. Các bạn thấy chưa? Nãy giờ là một cái có chuột. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm lại, sửa lại những sai lầm. Vậy không? Lên. Sao nó không lên ngay giữa ta? Nó đánh gì giữa rồi? Nó ra cái bánh tay
tay heo rồi. Ôi trời ơi. Có cao nhân nào có thể chỉ mình biết mình sai cái gì không? Bánh thì nó mềm, lúc nãy nó phồng lên được, nhưng mà nó không có xòe ra như cái bánh tay yến. Hay là do cách mình đổ quá. Lại đi, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đổ nhiều bột hết á. Tôi vẫn chưa tin mình thất bại đâu mọi người ạ. Chờ tôi chút. Lại là cái chảo thần thánh này. Cái chảo đã làm hư caramel và bây giờ không lẽ nó làm hư bánh tay yến. Bây giờ mình sẽ đổi cái chảo mà gia truyền của mẹ. Để coi cái chảo gia truyền của mẹ có thể làm được cái bánh tay yến không nha. Tức quá hết. Nếu như cái này mà đổ thành công thì tôi sẽ giật luôn cái chảo đó. Không làm ăn gì được. Không nên trò chống gì hết. Thôi nó chửi nó. Một lát mà thành công phải chửi nó chứ giờ chửi nó thì kỳ. Có vẻ gần giống như cái bánh tay yến rồi nè. Để ra được một cái bánh tay yến hơi bị lỗi. Hơi bị lỗi một chút xíu. Cái này là do cái cách mình đổ bột rồi. Là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Nhưng mà bây giờ làm cái chảo này là cũng một phần đó. Sau khi thất bại ở cái chảo gia truyền của mẹ thì bây giờ mình sẽ đổi một cái chảo gia truyền khác của mẹ, nó nhỏ hơn để cho nó sâu lộn hơn. Thì bây giờ mình chỉ còn có hai cơ hội nữa thôi. Là hết bột rồi. Do bà chảo chứ các bạn, chứ không phải do tôi. Do bà chảo. Đây. Đây là cái thước chảo vô dụng. Thắng caramel cũng hư. Rồi bây giờ chiên bánh tay yến cũng không ra cái bánh tay yến mà ra bánh tay bò. Và sau bao nhiêu lần thất bại, đổ vỡ thì Buka cũng đã có một dĩa bánh. Và thật sự đây không biết là bánh gì nữa. Ở đây chúng ta có một cái bánh tay bò. Lúc nãy là đầu tiên nữa, một cái bánh tay bò. Một cái bánh tay heo. Uno uno. Một cái bánh tay. Tay này gần giống tay yến nha các bạn. Nhưng mà nó hơi nhẹp. Không biết là sao nữa. Rồi đây là một cái bánh tay gì lỗ. Cái bánh này như cái bánh quy vậy. Cái bánh quy nướng hơn là cái bánh tay yến. Đây. Còn đây, đây là một cái bánh tay yến mà có thể. Rồi. Nhìn nha. Có đúng được cái bánh tay yến mà có thể gọi là đàng hoàng nhất mà nó cũng bị dính vô tờ giấy nữa. Đúng lỗ rồi. Thật sự, lỗi ngày hôm nay là lỗi do mấy cái chảo chứ không phải lỗi do bu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức thử coi những cái tay này nó như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ thưởng thức tay yến trước nha. Cái mà giống cái thành phẩm tay yến nhất. Ở bên trong dai dai, ở ngoài giòn trụm trụm là giống rồi đúng không? Mùi vị rất là giống bánh tay yến nha. Tại mình là bánh tay yến mà, cho nên là cái vị nó rất là giống bánh tay yến. Và cái độ dai ở trong cũng giống bánh tay yến luôn. Và những cái viền giòn ở ngoài cũng như bánh tay yến luôn. Không khác gì hết. Nó là cái bánh tay yến đó mọi người. Ngon ấy. Vậy thì tiếp theo đó chúng ta sẽ ăn cái bánh tay heo xem nó như thế nào nhé. Nó mọc thù lù như vậy nè. Bột rất là nhiều. Ôi giống bánh bò quá. Hay quá mà. Ngon ạ. À. Ê hay là mới mốt mình làm bánh tay heo vậy đi ta. Để ăn thử coi. Ngon nha. Thì chúng ta sẽ thử cái bánh tay bò. Là cái bánh đầu tiên khi mà bột chưa dậy mà mình đem chiên. Thì coi nó như thế nào. Có vẻ rất là giòn. Ừ, nghe độ rụng rụng chưa? Nó có gì mà ta? Xôi chiên. Thôi, cái bánh tay bò này nó giống xôi chiên lắm. Rất là giòn luôn. Tóm lại á, về cái mặt gọi là vị giác á, thì mình sẽ thấy là nó ngon. Cái bột nó rất là ngon và nó rất là giống bánh tay yến. Nhưng mà về mặt hình thức á, thì thất bại hoàn toàn nha. Tại vì làm ra được không phải là bánh tay yến mà là bánh xe bò, bánh quy, bánh lỗ tai heo. Là bánh tay gì nữa chứ bánh tay yến, tay bò, tay heo. Rồi có cả bánh quy nữa. Buka đố các bạn có thể làm được một món bánh tay yến mà ra được bao nhiêu hình hài giống như Buka.
Nói chung là nếu mà bạn nào muốn làm bánh tay Yến thì hãy lên YouTube học hỏi thêm những người khác, đừng nghe lời Buka, không là thất bại như thế này. Nhưng cái vị vẫn ngon nha, đảm bảo là cái vị và cái bột rất là ngon. Wow. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và các bạn nhớ hãy like, share và nhớ subscribe kênh của Buka nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại clip sau. Muốn Buka nấu cái gì hãy comment ở bên dưới, Buka sẽ trổ tài cho các bạn xem nha. Bye.